Vậy vậy ăn sáng rồi ngủ đi ăn chứ là mấy đứa làm đi đâu vậy? Không được, không được, không được. Con nói với mẹ, ngày trước ba chưa về hưu á là ba khó một, bây giờ là ba khó tới 10 rồi mẹ ơi. Gặp đâu quýt nó ta nói trời đánh tránh bữa ăn mà. Ăn cái kiểu đó mày. Tất bữa ăn. Chẳng bữa ăn cái gì, nó ăn mà nó húp như vậy còn một hồi nó ai húp. Đi đi lẹ ba ơi, lẹ. Xong chưa? Xong hết chưa? Dạ rồi rồi. Rồi, 2 3 rút. Rút. Mấy cái đồ chơi của bo đó. Để ra đi ăn hoàng chứ. Trời ơi, thì tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi, chắc cô Bo nó chơi rồi nó vụt đâu tôi mới biết. Thì ông thấy ông lượm vô giùm có sao đâu. Good morning bà nội. Hello nội. Nè, từ. Dạ, bữa nay hai đứa con giỏi quá ha. Sao bà nội chưa kịp kêu đã xuống ăn sáng rồi? Dạ, tụi con phải tranh thủ chứ, rồi là ông nội xuống không có chuyện nữa mà. Đúng rồi, nguy hiểm lắm. Cái gì vậy, ăn sáng rồi ngồi đi ăn chứ là mấy đứa làm đi đâu vậy? Không được, không được, không được. Con nói với mẹ, ngày trước ba chưa về hưu á là ba khó một, bây giờ là ba khó tới 10 rồi mẹ ơi. Gặp đâu quýt nó, ta nói trời đánh tránh bữa ăn mà. Ăn cái kiểu đó mày. Tất bữa ăn. Chẳng bữa ăn cái gì, nó ăn mà nó húp như vậy còn một hồi nó ai húp. Đi đi lẹ ba ơi, lẹ. Xong chưa? Xong hết chưa? Dạ rồi rồi. Rồi, 2 3 rút. Rút. Trời đất ơi. Thiệt tình. Trời nó ăn được mà nó gom hết trơn cái dĩa thịt của tôi nè trời. Người lớn, người lớn nào phải trở thành một ông già về hưu vui vẻ, không được nhăn nhó. Cao có là bao già đấy. Trời đất ơi. Ơi, ám sát tao. Đồ chơi thì phải để có chỗ có nơi chứ. Đụng đâu để đó. Ba nè. Cái gì? Mấy cái đồ chơi của Bo đó. Để ra đi ăn hoàng chứ. Trời ơi, thì tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi, chắc cô Bo nó chơi rồi nó vụt đâu tôi mới biết. Thì ông thấy ông lượm vô giùm có sao đâu. Phải là bà muốn cái gì hả? Bà muốn tôi đạp tôi chợt tôi té tôi chết cho bà đi bước nữa phải không? Ông muốn là kiếm chuyện, là chuyện có cái gì đâu mà sáng sớm rần rần à. Phải ăn sáng đi. Ờ ha, mình phải làm ông già vui vẻ, không được cao khó, nhất định không được cao khó. Trời ơi, thôi ăn đi, đừng cười thấy ghê quá. Ăn đi, có gì đâu cười. Ăn sáng đi. Ăn sáng. Ừ. Con đi cà phê, tỉnh táo, thư thái. Đi. Ủa, cái phim cà phê tôi để đây đâu à? Trời ơi, cái phim cà phê của ông để mấy ngày trời. Nó lên móc lên mail rồi, tôi lấy tôi đi rửa rồi. Kệ tôi, cái đồ tôi để đâu để đó đi. Đừng có dẹp, mất công quá. Trời đất ơi, đúng là làm ơn mất quá. Ông phải cảm ơn tôi á. Rồi giờ sao tôi đi rửa rồi sạch sẽ rồi được chịu chưa? Rửa sao mà cũng được. Nhưng mà rửa xong phải đem để lại chỗ cũ cho tôi. Rồi, chịu ý ông luôn á, để chỗ cũ đúng không? Khó khăn. Không được khó khăn, không được. Được rồi. Gì nữa đây? Kiểm tra. Trời đất ơi, nghĩ sao cái lửa kìa. Lửa mà bợn cà phê nó còn đóng vòng trong này nè. Thôi ông khó khăn quá, chứ muốn ý ông xuống ông rửa tự rửa đi. Rửa vậy mà cũng chê nữa là sao? Gì của tôi để đâu để đó đi. Đừng đụng vô mệt ghê. Nhớ nghe, nói là phải giữ lời nghe. Mấy món đồ của ông tôi đụng tới đâu. Ê, tối ngày coi ba cái đua xe hoài vậy. Mở cái này ba thích nè. Ừ. Trời ơi, nghĩ sao? Tôi từng tuổi này rồi, coi mấy cái phim đồ tắm này là sao? Vậy thôi, con cái này. Đó, phải. Cái gì? Tôi đặt ông, đi coi ba cái phim nấu ăn là sao vậy? Hả? Phải, này là dạy nấu ăn, ba vợ không mà ba học nấu ăn phụ mẹ. Gì? À, ý là thất nghiệp phải không? Tôi thất nghiệp tôi biết rồi. Nấu ăn. Cái gì vậy? Mày ăn nói chuyện với tôi muốn đứng lên rồi đứng, mày bỏ đi à? Chứ giờ con mà ngồi con nói là ba nói con tới chiều luôn á, con chịu mấy lần rồi. À, hiểu rồi. Ý nói tôi nói nhiều chứ gì? À, ý là muốn tôi đừng có nói được cho tôi câm chứ gì, đúng không? Có đâu mà ba, bình thường thôi mà. Thấy không, nói câu trả lời câu. Tôi có im luôn vậy? Gì kỳ vậy trời, nắng không ưa mưa không chịu vậy? Đó, ý nói tôi thất thường, tôi khùng, tôi điên chứ gì? Hả? Ở chi vậy? Bởi tôi tốn điện đó hả? Ở qua
rồi nói cái tắt liền hả? À? Ê thằng quý, ngồi xuống đi quý, ngồi xuống, ngồi đây nghe, chú lấy nước cho mày uống. Tại gì cái gì? Ai cho? Ai chủ nhà này? Nó là khách mà, nó con cháu trong nhà nữa thì mình lấy nước mời nó bình thường mà. Cái gì? Tôi mời là nãy giờ không thấy là mà nước mời tôi. Cái thằng này nhỏ rồi mới tới là lấy nước cho nó là sao? Coi cha mình là cái gì vậy? Còn thằng đi đó. Ê dạ dạ. Là la là mắng là chửi nó ở chỗ đó, lấy nước cho nó uống. Vô nhà ăn học biết bao nhiêu, vô nhà gặp người lớn không biết chào hỏi gì hả? Dạ con chào ông, con chào chú. Rồi chào mà ngồi chào chứ đó. Dạ con chào ông, chào chú. Tôi kêu nó kêu con rồi con đứng lên. Thằng mất hai người hả? Một thằng lớn nào một thằng nhỏ? Hai thằng không có biết là tôn ti trật tự trong nhà này, ta sẽ dạy cho mày một bài học để biết cư xử với người trong nhà biết chưa? Đứng ra, ai cho đứng? Ủa đứng muốn ngồi à? Chưa cho ngồi cũng ngồi nữa. Trời đất ơi, hai thằng bay tao đó thiệt. Hai thằng bay là hai thằng chết đôi. Chuyện gì vậy? Mới bị ông la một trận á. Sao bị la? Tự nhiên tâm trạng đang vui, rất là vui luôn. Ông dùng mà đập một phát, tắt luôn. Trời vậy tôi không dám đi ra ngoài đó luôn á, phải ngồi trốn ở trong này nè. Ông á, từ ngày mà ông nghỉ hưu á, chuyện ông khó chịu lắm kìa, ông hay kiếm chuyện rồi ông càm ràm lắm. Hay là tôi xin mẹ ra ngoài ở riêng quá. Tự nhiên bữa nay tánh ông kỳ quá vậy trời. Bởi vậy là đủ khí thế luôn. Mà nãy hôm nay có chuyện gì vậy, mà chuyện gì vui vậy? Trời đất ơi, thì nè, nhìn đi, đó, dịch vụ thanh lý quà tặng hậu chia tay đó. Dịch vụ của tôi đang làm ăn rất là phát triển luôn, bởi vậy tôi mới vui vậy nè. Mà cái này là cái gì không hiểu? Cái dịch vụ thanh lý quà tặng này á, có nghĩa là mấy cặp đôi mà sau khi chia tay á, họ sẽ rất là đau khổ khi mà nhìn thấy quà tặng của nhau. Bỏ thì thương mà dương thì tội, bởi vậy tôi mới mua lại những cái món quà đó với cái giá rất là bèo, rồi bán lại cho những người khác có nhu cầu cao hơn. Hiểu chưa? Nghe cũng hấp dẫn á. Đó, đang phát triển mà. Uầy, hả? Có cần người hợp tác làm ăn chung không? Để mình suy nghĩ lại nha. Tại vì á, mình đang chuẩn bị đầu tư, mình phát triển, mình đẩy PR quảng cáo, tăng like cái vụ này nè. Tôi được, trời ơi, tôi làm gương mặt đại diện được mà. À bà, sao vậy nội? Cho bà nội lánh nạn có chịu không nổi nữa rồi. Thôi, con thấy không? Ôi ơi, ông nội con ở không, ông lèm bèm, ông càm rạp, trời ơi, điếc lỗ tai mệt kia. Đi tới đâu ông đi theo ông nói, mệt quá đi. Bởi vậy, nội ở chung với ông nội lâu vậy rồi, chịu cũng nổi nữa. Tụi con mới ở với ông nội có mười mấy năm mà, sao mà chịu nổi được. Trời ơi, chán ghê luôn vậy. À nội. Hả? Hay là giờ vậy nè, nội nói với mẹ của con á. Cho con ra ở riêng đi. Tào lao không à, thân thì học dở, tương lai không thấy gì hết trơn rồi. Rồi ra ở riêng, chắc hết không khí sống à. Cứu. Con lánh nạn đi, chịu không nổi rồi. À, cái gì? Nhỏ thôi ba. Cái gì? Thảo tay nghe. À, đúng rồi, ở đó. Nói chị kia rớt rồi, cũng nghe nhỏ nhỏ thôi. Lãnh nạn còn nhức đầu với bà lắm luôn rồi đó. Kêu luôn vậy đó. Trời ơi, phải đeo cái này nè, để cho tiếng nhạc ác tiếng ba. Nói nghe nè, bây giờ mấy đứa ơi, không có thể để tình trạng được. Kiếm cách gì đi con. Kiếm cách gì? Bây giờ còn cách gì đâu. Con nói thiệt á, tao nói là nhàn cư vi bất thiện. Ba cứ nhàn cư vi là bà chửi à. Bây giờ kiếm cái gì đó cho ba làm đi, là xong. Kiếm cái gì làm vợ? Kêu vào ngoài cái chuyện mà làm phòng khám ra, bây giờ ba còn giỏi cái chuyện nào nữa. Không có chuyện gì, không dở, không có giỏi chuyện gì hết trơn. Kiếm gì cho ba làm là xong. À, tôi nghĩ ra rồi. Gì? Có cái gì? Chuyện gì vậy? Cho ông nội hợp tác làm ăn kinh doanh trên Facebook với Quý nè. Được không? Dạ được. Quý làm này giỏi lắm, ông nội vô làm chung là chắc chắn là thành công. Được không? Dạ con thấy không được đâu. Bắt công là ông làm mất hết khách tôi đó. Trời, khách tôi là chạy hết luôn đó, tôi đang phát triển đó. Bây giờ tôi hỏi bạn nè. Hả? Bạn phải bạn thân tôi không? Phải không?
phải, bạn là bạn thân mình mà. Phải bạn thân là được bạn rồi thân. Bạn thân là phải giúp đỡ nhau con ơi. Bây giờ Mẫn và gia đình đang trong cái tình trạng rất là khó khăn. Ừ. Hỏi giống như bây giờ, thí dụ giống như giờ con đang ở chung với một con khủng long bạo chúa làm sao con ở được. Đúng không? Dạ đúng. Đó, thì bây giờ con làm ơn con giúp đi. Nhưng mà bây giờ con giúp gia đình rồi, bây giờ ai giúp cho con? Yên tâm, bây giờ bà nói thiệt, bà phải bà kể lễ. Dạ. Nhưng mà cái này bà nói thiệt nha. Con vô nhà bà có ăn trực, biết bao lâu bà có tính toán con đâu. Đúng rồi, giúp giật bây giờ trả ơn. Bây giờ con thấy nhà bà hoạn nạn thì con giúp, yên tâm. Bù lỗ, bà sẽ bù lỗ con nếu mà con thiếu thốn. Nói đó, tiếp. Đó, nha. Bây giờ cái chuyện lỗ lãi là có người này bù hả? Đó, con tâm. Khỏi lo. Hoạn nạn mới thấy chân tình nè. Đúng. Con giúp không? Sao? Là cả nhà sẽ cho con ăn trực tiếp, ăn trực bù lỗ cho con tiếp. Thoải mái luôn. Nếu có xa cơ thức thế là sẽ được ăn trực. Hai đứa mình vẫn là bạn thân. Đúng. Nếu mà con thích con qua đây con ngủ chung với Mẫn luôn. Con giúp được chuyện này là mốt đi tắm kêu Mẫn tắm cho con luôn. Trời ơi, chết chạy đuổi thằng Minh đi luôn cho quỷ ở bển luôn. Bảy. Nếu mà cả nhà nói như vậy thôi được, con sẽ hy sinh sự nghiệp của mình giúp đỡ cho cả nhà. Yeah. Ông nội. Dạ ông nội. Trời ơi, làm gì vô không có cửa la hết hồn chứ. Dạ xin lỗi ông nội. Dạ con có chuyện quan trọng muốn nói với ông nội nè ông nội. Chuyện gì? À, ông nội kinh doanh với con không? Kinh doanh với con? Dạ. Ủa là sao? Thì bây giờ con kinh doanh, con có cái dịch vụ thanh lý quà hậu chia tay. Có nghĩa là những cặp đôi nào mà sau khi chia tay xong cần thanh lý quà, mình sẽ mua lại quà với giá rẻ bèo, sau đó mình bán lại cho người khác với giá cao hơn. Con nghĩ sao vậy? Dạ. Phòng khám anh ông là mở ra là làm biết bao nhiêu chuyện, tài năng như ông vậy mà đi làm bao nhiêu chuyện xàm xí đó hả? Thì ông mở nhưng mà cô bằng anh gây dựng mà. Ừ. Gì? Con nói gì vậy? Dạ không có gì. Dạ ý của con là cái ông không biết đó, cái bây giờ cái dịch vụ của con á rất là hot ở giới trẻ, mà bây giờ cái dịch vụ của con có một sự trợ giúp của một tài năng thiên tai với ông. Thiên tài với ông. Nói bỏ dấu đàng hoàng thấy chưa? Dạ, xin lỗi ông. Với sự trợ giúp của một thiên tài với ông thì chắc chắn cái dịch vụ của con sẽ rất là hot, sẽ phất lên. Với lại điều quan trọng nhất là bây giờ ông cũng đang rảnh mà ông. Nha. Nó nói cũng có lý, có cái làm giải trí với tụi nhỏ thì cũng vui. Vì mình không muốn trở thành ông già về hưu vô dụng. Ừ, thôi được. Ừ. Ông sẽ làm với con. Cảm ơn ông. Cái gì mà giờ này chưa tới nữa chứ. Wow, ông ơi, ông bận bộ đồ Pikachu này đẹp quá. Đẹp con khỉ, tự nhiên bắt ba ông bận bộ đồ này chứ vậy. Ông ơi, ông phải thông cảm chứ. Khách hàng của con toàn là tuổi teen không à. Mình phải bận dễ thương, cute vậy mới tạo được sự thân thiện với khách hàng chứ. Rồi sao khách hàng gì kỳ vậy? Để 9 giờ và 10 giờ rồi, cũng chưa có mặt nữa à. Mấy người vậy đừng có làm ăn nữa. Bực bội của uy tín gì trên trời. Ông ơi, mình phải thông cảm đi, khách hàng là thượng đế mà, mình cần khách hàng chứ khách hàng đâu cần mình đâu. Ông chịu khó chờ chút xíu đi. Đó, khách hàng tới rồi đó ông. Hello bạn, mình Quý nè. Bạn là Thảo đúng không? Là mình đây. Bạn muốn thanh lý gì hả? Ngày hôm nay đưa tiễn chàng đi trong phương tiện, mong hẹn gặp chàng ở kiếp sau. Cái gì? Ôi, bạn. Xin phép bạn cho mình 2 phút mặc niệm về những đồ vật của mình. Gì vậy? Sao? Trời đất ơi, tuổi học hành không là học hành, là yêu đương. Nếu tình đừng có chết, tao thiếu tiền mới chết. Rồi giờ là lo học hành đàng hoàng đi. Khách hàng con mà. À gì? Đã buồn rồi mà còn bị sát muối vô tim nữa. Dịch vụ gì mà kỳ cục vậy? Tôi về á, tôi review Facebook á, cho khỏi ai xài dịch vụ của mấy người luôn. Đừng bạn ơi, đừng, ta thanh lý đồ ở đây nè bạn ơi. Trời ơi, đi mất tiêu luôn rồi. Ông ơi, ông làm mất khách hàng của con rồi đó. Để đi. Gì vậy? Kỳ này ông ngồi yên, ông đừng có nói gì hết. Ông nói nữa là mất khách của con á. Rồi. Khách hàng con tới, ông đừng có nói gì hết nghe. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Hỏi thế gian tình là chi? Tình ơi sao em nỡ rời xa anh? Làm ơn hãy mang những ký ức về tình yêu rời xa tôi. Yeah, oh yeah, người anh em của tôi ơi. Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào. Người anh em có việc ký gửi hàng của anh ở chỗ em. Sau đó những ký ức buồn của anh sẽ dần tan biến hết. Oh yeah, người anh em. Trời đất ơi, thanh niên cao to vậy mà thất tình thôi, mà bi lụy, nhục, bị bồ đá là đúng rồi. Hả? Ông nói ai nhục hả? Không chết đâu. Ông nói gì đâu, không có nói gì hết. Tôi thất tình rồi, ông còn nói gì hả? Tới số rồi. Ê, chẳng nói gì, không có nói gì hết. Ông chạy ra ông ơi,
Đây 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 con sửa cho ông ơi. Hạnh ấy Hạnh, hai mẹ con mình hạnh phúc quá đúng không? Từ hồi mà ba con có công ăn chuyện làm tới giờ nha, những ngày tháng tươi đẹp của hai mẹ con mình đã trở lại rồi. Con nói bây giờ có phải bù lỗ cho thằng Quý lần ít ít vậy mà không sao, miễn sao mẹ con mình thoải mái, cô cải lương vậy là được rồi. Ông ai lèm bèm càm ràm đúng không? Con kè bà mẹ chú. Ủa gì vậy con? Mai con bị gì nè? Tại ông á đó. Sao tại ông? Không hợp tác với ông nữa đâu. Tại sao? Tại sao vậy? Thì ông đó, khách hàng con á quỷ mị, nó tìm tới tìm con. Ông chơi ông chửi ông chạy, để mình con lại quýnh con má nhận ra luôn. Nghe bà nói nè, bình tĩnh, chuyện gì cũng có giải quyết ha. Đúng rồi, bình tĩnh đi, đừng có nói cái chuyện họ không hợp tác với ông gì vậy lắm. Tại nhân hợp tác thôi. Sao vậy? Từ tại ông hết á. Trời ơi, bây giờ mấy lượt fanpage trên trang cá nhân của con á, người ta chê, ta chửi sắp mặt luôn. Lượt like con nó giảm luôn á. Nghe bà nói. Khó khăn lắm, con mới có khách hàng mà ông chơi mất khách con luôn. Nên nên bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết, nghe chưa? Từ từ con, đừng có mà đừng có bỏ ông. Giờ con phải lựa chọn khách hàng chứ con. Bây giờ ví dụ như con tư vấn khách trẻ, còn mấy sòn sòn rồi đó thì đưa cho ông. Không. Ông con đạo quyết chắc gia đình đóng cột. Con không muốn sự nghiệp của con nên mà sẽ phá sản nữa. Oh yeah. Ông vào đây với ông nữa. Quý ơi, Quý ơi, mình tự con suy nghĩ lại. Con hãy suy nghĩ. Thằng mình nó cái gì mà nó cũng độc lát được hay thiệt chứ. Chết rồi. Ba con sẽ về đây mà mẹ chưa nấu cơm vậy. Đừng ngồi đây. Ông thấy mẹ ông chửi chết rồi giờ sao? Không được mẹ ơi, vậy cha. Vậy thì mẹ hãy mau đi nấu cơm đi mẹ ơi, để cho ba có cái ba ăn. Ba ăn không có vô. Trời ơi bái. Thôi mẹ đi nấu lại. Gì vậy? Ông tôi nấu cơm hết rồi. Ở nhà cửa tôi cũng dọn dẹp sạch rồi. Cho tôi mới ngồi đây coi phim, đừng lại đi ha. Rồi, không ai rảnh rồi nghe bà báo cáo. Pikachu. Hết hồn. Ba. Gì? Có chuyện gì buồn hả ba? Sao suốt ngày bà ôm máy tính không quan tâm tới tất cả mọi người trong gia đình mình vậy? Ba cứ làm vậy hoài để gia đình còn hạnh phúc không ba? Có chuyện gì đâu. Ông ơi ông. Có chuyện gì? Thấy mấy bữa nay ông lạ lắm. Có chuyện gì nói cho hai mẹ con tôi biết đi ông. Cùng chia sẻ ha. Có chuyện gì đâu mà nói. À thôi gì? À tôi đang có một chuyện mà làm tôi vui vẻ trong cuộc sống của mình. Bà biết là chuyện gì không? Chuyện gì? Tôi chửi người ta. Cái gì? Chửi mà vui hả? Là sao? Không biết sao mà các cậu thanh niên trẻ trâu này nè, yêu đương được thất tình lung tung, lại tôi chửi với một trận. Cái về sáng ra nó ngộ ra được nhiều điều, cái là chạy lại nhờ tôi tư vấn quá trời quá đó. Có lẽ nghĩ là tôi đang làm việc tốt đúng không nè? Đã bị người được. Đất ơi, thì ra là vậy đó hả? Nghĩ cũng là bản tính hay càm ràm của ba tôi sử dụng đúng chỗ lại có thể giúp ích cho người khác và trở thành niềm vui trong cuộc sống cho ông khi về hưu.